Chiều ngày 24 tháng 6, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin về vụ cháy xảy ra tại chùa Thuyền Lâm, số 150 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế. Theo cơ quan công an, vị trí đám cháy xảy ra tại tránh điện của chuột thuyền lâm, nơi có nhiều vật dụng dễ cháy, tường xung quanh được làm bằng gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất 3 xe chữa cháy, 2 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng sử dụng bọt phun và đám cháy để bảo vệ cấu kiện của tòa tránh điện không sụp đổ, ngăn chặn đám cháy lan ra các khu vực khác của chùa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm hư hỏng nhiều vật dụng bên trong chùa Thuyền Lâm. Trước đó khoảng hơn 21 giờ ngày 23 tháng 6, người dân thấy nhiều khói bốc lên bên trong chùa Thuyền Lâm, sau đó ngọn lửa bùng phát mạnh rực sáng khuôn viên chùa. Các sư thầy đã sử dụng bình chữa cháy cầm tay cùng với người dân dập lửa nhưng không thành. Tại hiện trường, công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương, các lực lượng chức năng khoanh vùng thắt chặt an ninh, yêu cầu người dân rời xa khu vực cổng chuột thuyền lâm. Lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Theo ghi nhận, đến 14 giờ ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường, cổng chùa bị đóng. Khu vực tránh điện Chùa thuyền lâm được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy. Thuyền Lâm là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời chúa Nguyễn ở gò Dương Xuân nằm ngay trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế. Tránh điện chùa mới hoàn thành quá trình sửa chữa, cải tạo thời gian gần đây. Khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, địa chỉ tại 150 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng dập lửa. Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế đến hiện trường chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun nước làm nguội, xử lý một số khu vực để phòng lửa cháy trở lại. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm hư hại nhiều đồ đạc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Sáng 23 tháng 6, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho hàng của Viettel Post tại số 178 đường Phú Diễn. Thông tin ban đầu cho biết, hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm trên, người dân phát hiện khói âm ỉ tại tầng 2 của ngôi nhà 6 tầng liền báo cơ quan chức năng. Nhiều người dân tại đây thức dậy tháo chạy để tránh trường hợp cháy lan. Nhận được thông tin, phường Phú Diễn, các tổ cơ động tại phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập lửa các lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát đã phải bác thang lên tầng 2 và nhiều tầng khác để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Bước đầu chưa xác định thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Theo lãnh đạo phường Phú Diễn, vụ cháy xảy ra trong đêm lại âm ỉ trong kho hàng, rất may có người phát hiện kịp đã thông báo lực lượng chức năng đến kịp thời khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được nhà chức trách làm rõ. Vụ cháy tòa nhà cao 9 tầng ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra khoảng 16 giờ chiều nay, 22 trên 6. Theo những hình ảnh người dân chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội thì vụ xảy ra cháy ở trên tầng cao nhất thuộc trung cư Cát Tường. Chỉ sau ít phút, khói đen bốc lên hàng chục mét. Phát hiện vụ việc, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ở trung cư Thống Nhất, đối diện trung cư Cát Tường, đã sử dụng 4 vòi rồng, phun nước sang để hỗ trợ dập lửa ít phút sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi và dập tắt hoàn toàn đám cháy ông nguyễn văn toàn chủ tịch ủy ban nhân dân phường võ cường cho hay đám cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại tài sản đang được thống kê bước đầu cơ quan chức năng nhận định vụ cháy có thể phát sinh khi một số công nhân hàn xì trên tầng tung của tòa nhà hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 59 ngày 17 tháng 6 năm 2024 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công điện gửi bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện nêu rõ thời gian qua, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong ngày 16 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết. Thay mặt chính phủ, thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật bộ công an chủ trì phối hợp các bộ ngành cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các văn bản chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy ra soát phân loại có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ nhất là nhà ở có nhiều tầng nhiều căn hộ dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Khẩn trương soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các phương tiện thiết bị sử dụng điện. Báo cáo thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ cháy nổ, nhất là những ngày nắng nóng, tiếp tục tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp cho học sinh, sinh viên, trẻ em trong thời gian nghỉ hè với hình thức phù hợp. Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các địa phương yêu cầu ngành điện phân công cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại công điện số 59 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang khiến 7 người thiệt mạng. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Đồng thời, Thủ tướng đưa ra nhiều chỉ đạo để khắc phục hậu quả vụ việc và ngăn ngừa những sự cố tương tự có thể xảy ra. Theo đó, người đứng đầu chính phủ, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công điện nêu rõ thủ tướng giao bộ công an cùng các bộ ngành địa phương ra soát phân loại có ngay giải pháp hiệu quả về phòng cháy chữa cháy với nhà ở cho thuê trọ nhất là nhà ở có nhiều tầng nhiều căn hộ dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật các đơn vị cần khẩn trương soạn thảo trình Thủ tướng ban hành chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ với các đối tượng cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các phương tiện, thiết bị sử dụng điện. Việc này phải được báo cáo Thủ tướng trước 15 tháng 7. Vẫn theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các địa phương yêu cầu ngành điện phân công cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra.